Cái này kỳ nè, của ai nhà bạn ngủ ké 14%. Thôi. Ủa, có luôn hả? Có. Cái cuối cùng là của Lâm nè, 9% không tắm. Ủa gì kỳ vậy? Ủa em không hiểu luôn. Không hiểu luôn. Rồi, mình không chính xác. Dạ. Cho nên một cái dấu O đã thuộc về bạn trai. Xin chúc mừng. Bây giờ tới lượt mình luôn. Con xin chọn chị Khả Như ạ. Trời, hay quá, có việc làm rồi. Mẹ ơi. Chị rồi, cố lên. Nghệ sĩ Trường Giang lưu số điện thoại của vợ trong danh bạ điện thoại với tên là gì? Destiny. Vợ yêu. Cái này là đáp án này là có, nhưng mà là trước đây, còn bây giờ là khác nữa. Trước đây khi mà anh Giang với Phương chưa cưới đã lưu cái tên đó cho tới vài năm về sau, cho tới bây giờ thì chắc là khác rồi. Nhưng cái tên mà lưu trong điện thoại đó chính là gì Lâm? Nofer, đơn giản vậy thôi. Đúng rồi. Lưu gì Nofer được rồi. Nofer nhã Phương. Hồi xưa đó hai vợ chồng cứ vậy nè, cho em đi đây đi, yêu thương yêu thương yêu thương, cái chồng nói thôi ở nhà đi, yêu thương yêu thương yêu thương, lưu trong điện thoại là yêu thương. Yêu thương tên hay không ạ? À? Đơn giản gì trời. Em nghĩ là sự thân thiết của chị Khả Như với chú Trường Giang đó là em sẽ tin. Chồng bé dễ tin nữa thiệt, tin. Dễ tin nữa. Đây là một sự lựa chọn. Không chính xác. Yeah. Thấy chưa, biết ngay nữa. Em nghĩ là không đơn giản vậy. Chứ là gì anh? Lưu là bà xã tôi number one, number one, number one. Lưu dài. Em là trước khi cưới là vợ yêu thương nồng nàn. À, ừ. Còn bây giờ em lưu là tới công chuyện anh ạ. Chuẩn bị cưới, trước khi cưới là anh lưu tên vợ là kẻ hủy diệt. Là hủy diệt gì của anh vậy? Hủy diệt gì mà? Nhan sắc của anh hay sao? Xuất hiện là... tan hết, tan nát sức mọi khỏe thứ, nhan sắc kinh tế mọi thứ đều mọi trở thứ. Nên kém quan trọng. Chứ tôi đi trên nào. Nói chung là mình trả lời không chính xác thì bé vô tình đã được thêm một dấu nữa ở vị trí của Khả Như. Wow. Ủa tính ra là hai bạn chơi qua chơi lại cho nhau á. Theo khảo sát 500 người cả nam và nữ giữa Trường Giang, Lê Dư Bảo Lâm. Wow, ai đẹp hơn? Lê Dư Lâm chứ ai? Mạc Văn Khoa. Họ nghĩ ai là người sợ vợ nhất? Trời ơi, tại sao lại có câu hỏi như thế này chứ nhỉ? Em mạnh dạn trả lời anh Trường Giang. Đúng rồi. Em nghĩ là anh Trường Giang. Anh lưu số vợ mà là kẻ quỷ diệt là biết rồi đó. Anh sợ em rồi. Em sẽ liệt kê ra. Ví dụ như Lê Dư Bảo Lâm, mọi người theo dõi sẽ thấy Lê Dư Bảo Lâm hay ăn hiếp Quỳnh Quỳnh lắm. Đúng. Không có sợ. Còn Mạc Văn Khoa là một người rất là khéo, sợ nhưng mà sợ vừa vừa. Nhưng nặng nề hơn vẫn là anh trai tôi. Đúng rồi. Anh trai Trường Giang của tôi. Dạ. Em thấy cũng đúng, tại vì em đã quay với mấy anh chị nhiều rồi. Thì em thấy là anh Dương Lâm thì chắc không sợ đâu. Ủa, nói một là một, hai là hai. Dạ. Đụng chạm anh Lâm lì lắm. Dữ vậy trời. Dữ vậy trời. Anh Khoa dạng như là sợ trước mặt thôi. Còn lên chương trình là... Ủa thôi này. Sợ trước mặt em. Có anh Giang là sợ. Vậy là sau lưng em không sợ hả? Anh Giang á là sợ từ nhà lên tới chương trình. Dạ đúng. Không phải đâu, nhiều khi thật ra là không phải gọi là sợ, nhưng mà anh Giang thật sự là anh thương chị Phương nhiều. Rít, lựa chọn cuối cùng đi Rít. Anh Giang. Em theo gia đình của em luôn. Anh Giang. Là người sợ vợ nhất. Tin hay không ạ? Không. Dạ đương nhiên em sẽ tin. Đương nhiên em sẽ tin. Cái gương mặt của anh. Thấy mọi người ơi. 24% nghĩ là Trường Giang, mà có qua 13%, Lê Dương Bảo Lâm 11%, 37% nghĩ là ai cũng như nhau, thì cái số cao nhất là anh 24%. Dạ anh đó. Chính xác. Chắc chắn là anh thôi. Mặt đường sợ vợ liền, thấy rõ. Liền. Anh sợ vợ thấy rõ. Cái mặt sợ vợ nó biểu hiện sao cô Trang? Có cái mặt sợ vợ, mỗi lần nhắc tới vợ là con mắt anh rực lên nè. Rồi anh lại kiểu mà cười nè. Rồi nói về những cái điều tốt mà không dám nói xấu, kêu bả chứ kiểu anh vậy. Em á. Trời ơi. Em nghe thấy thì... anh Giang á là đúng cái kiểu mà sợ vợ buồn á. Nên làm gì cũng ha. Thôi sợ Phật ý vợ, sợ vợ buồn lắm. Sợ vợ khóc. Tại vợ khóc. Mau vợ khóc. Mà khóc là gọi điện em mốt đi chơi bả đi nói chuyện bả đi. Với lại chỉ là khảo sát thôi. Còn ở trong chăn thì mới biết chăn có giận. Gia đình Gia đình ok không? Ổn anh. Anh tin là như vậy. Rồi có gì thì alo anh nhá. Rồi vâng ạ. Mình anh chọn nó đi. Con xin chọn anh Trương Phạm ạ. Trương.
ế quá vậy ta. Hôm nay ế trời. Chú vẹt Rusty ở Thái Lan đã gây bão mạng khi nuốt 21 vật gì của chủ nhân, dẫn đến việc chán ăn. Ăn không nổi. Nuốt 21 cái bánh xe đi em. Nuốt 21 cái bánh xe đi em. Nè, thật ra cái con vẹt hay là một con gọi là cầm. Ê, hay da cầm sỏi á, nó hay nuốt lắm, nó hay nuốt cục đá. Nó không phân biệt được thức ăn. Nó phân biệt được, nhưng mà thật ra nó ăn đá vô là để nó hoạt động. Đúng cái con gà, con gà là khi mình mổ ra lúc nào trong cái sỏi có sỏi của nó. Hỗ trợ tiêu hóa đúng rồi. Trong cái mè đúng rồi. Nhưng mà con vẹt mà nếu mà nó ăn sỏi không thì cũng không có gì để lên báo đấy mà anh Giang hỏi em. Đúng vậy. Tôi nghĩ là có thể là một là trân châu, hai là kim cương. Lựa chọn cuối cùng là viên hộp xoàn. Hộp xoàn. Hộp xoàn. Kim cương là lựa chọn của anh Chu Phạm. Con chọn tinh Tinh. Đây là một sự lựa chọn. Chính xác. Wow. Nó lấy cái dòng của chủ nó mổ 21 viên nuốt vô, bác sĩ phải phẫu thuật mới lấy ra được. 2 tiếng hồ phẫu thuật. Cái hộp đó nó nhỏ mà hộp sỏi. Rồi, một chút ít dành cho em tại vị trí của Chun Phạm. Yeah. Bây giờ đến lượt gái, hãy chọn vị trí. Gái ơi, chọn anh đi, gái ơi. Có hai đường thôi, đường bên đây và đường bên đây. Gái. Chị Luca. Luca. Ở Turin, người chủ có thể bị phạt nếu không làm việc gì với chú chó cưng của mình ít nhất 3 lần một ngày. Không hát karaoke với nó. Không, chị bên Ý là karaoke okay hả chị? Chưa, từ bình tĩnh mọi người. Anh nghĩ là một ngày là 3 lần là không làm là sổ lãi. Sổ lãi? Trời ơi, sổ vậy là chết. Sổ gì mà 3 lần? Anh sổ cho 3 lần, anh hay gì? Sổ 3 lần một ngày. Anh bụng trâu gì lắm chứ, khổ này 3 lần chứ. Ở Ý á, người ta rất là quý động vật, quý thú cưng, quý vật nuôi á, và người ta coi họ giống như là trẻ con vậy đó. Cưng nựng nè, nựng chơi cùng á, dẫn đi dạo. Hoặc là nói chuyện đi đó. Dẫn ra ngoài đi dạo. Chơi dẫn cùng. Đi dạo, ít nhất 3 lần một ngày. Thế thì Buka và lựa em, chọn. Em lựa chọn đó là dắt chó đi dạo. Dắt chó đi dạo, rồi. À, em... Gái. Dạ, em không tin ạ. Trời ơi, trời ơi, chị đó, chị ơi. Dạ không ạ. Dạ, vì em cảm thấy là vuốt ve và trò chuyện. Bé không tin là không tin. Tin đi chú bạn. Bé không tin là không tin. Chị năn nỉ đó. Là bơ. Thôi chị ơi. Em xin lỗi chị. Bà Ly. Cái gì vậy? Làm khùng làm điên. Đó. Bà Ly. Mà người ta vẫn không chịu nghe. Không tin Buka là một sự lựa chọn. Không, chính xác. Không, chính xác. Trời ơi. Sao vậy trời? Sao tự nhiên Cương trực Cương nghị vậy trời? Ủa sao tự nhiên Cương quyết vậy ta? Hội đồng thành phố Turin đưa ra một cái luật là chủ nhân của món chó phải dắt đi dạo 3 lần, ít nhất là 3 lần trong một ngày. Nếu sai phạt 650 đô. Còn nếu như đánh rạch hay bỏ rơi, phạt 12.000 đô và 1 năm tù. Vậy nuôi chó không áp lực ha? Hơn là vợ đấy. Ủa? Vợ gia đình có chuyện gì em cứ nhắc lại vậy? Không, không, ý là em thấy nuôi chó áp lực thật. Ví dụ vợ một ngày không đi dạo, vợ cũng bình thường. Anh có dắt vợ đi dạo 3 lần ngày không? Anh có dắt vợ đi dạo 3 lần ngày không? Ủa? Em đang so sánh kiểu gì vậy Chris? Anh đang nói là không đi dạo với vợ. Dạ. Thì không, mình cũng 3 ngày không hay là vài ngày cũng không sao hết. Ví dụ mình bỏ rơi vợ thì cũng chưa bị gì đâu. Nhưng mà mình bỏ rơi chó là bị phạt 1 năm tù với lại 12.000. Rồi, mình có một dấu ích tại vị trí của Buka. Chúc mừng. Bây giờ là lượt của mình. Con xin chọn chị Miss Thi ạ. Miss Thi. Vẫn là 500 người ở bên quận 7, cả nam và nữ. Theo khảo sát 500 người cả nam và nữ, họ cho rằng ba mẹ thường trách con cái điều gì nhất? Ba mẹ thường trách con cái chắc chắn là cái chuyện học hành rồi. Em đang phân vân giữa hai đáp án. Một á là sao học hành dốt nát vậy, hai là dốt nát ghê quá em. Sao học hành chỉnh bảng vậy là... dạ đúng rồi. Còn hai quan trọng á là cái đối tượng là đứa con mà anh Giang nói trong đó là khoảng nhỏ hay lớn tuổi. Dạ đúng nữa. Rồi, khảo sát 500 người nam nữ, họ cho rằng ba mẹ thường trách con cái điều nhất. Khảo sát ngẫu nhiên. Dạ, nhưng mà em nghĩ vậy chắc rồi. Là học hành đi. Vậy học là hành. Không, hãy lựa chọn đi ạ. Vậy thì em nghĩ là 500 người này sẽ nói về cái chuyện lập gia đình của bản thân mình.
trách con gái về chuyện làm gia đình buồn. Dạ đúng. Tin hay không ạ? Con chọn chị, tin chị mới thi ạ. Vì sao tin? Nó quá nhiều cái sự trách móc mà sao nói ra tin liền? Tại vì tin thôi ạ. Tại vì tin, đơn giản là niềm tin. Đây là sự lựa chọn. Chính xác chứ nhỉ? Không chính xác. Không chính xác. Ồ. 26% trách con gái không được như con nhà người ta. Hồi nãy em có nghĩ đến cái câu đó đó. Cái câu cửa miệng luôn á. Cái cửa miệng nhất mà mình lại quên. Ba mẹ thường có một câu: mày thấy con nhà người ta không mà không biết nhà nào? Cô giáo thì tôi chưa bao giờ thấy cái lớp nào như lớp này mà không biết lớp nào. Nhưng mà em nghĩ là ngày hôm nay, nhưng cơ hội này trên chương trình á, thì em nghĩ là các bậc phụ huynh cũng không nên nói với con mình bằng cái phép so sánh như vậy. Giống như cha mẹ thì thương con, thì muốn con mình tốt hơn, nhưng mà đôi khi cái lời nói có thể là làm con của mình bị tổn thương. Tự ti á. Dạ, bị tự ti, bị tổn thương. Đây, tiếp tục nè. Lì lợm làm thế mình là 22%. 16% nghĩ rằng cha mẹ la là không bao giờ trưởng thành. 12% là học dở nha. Lấy vợ chồng muộn là chỉ có 11% thôi. Sao chưa có cháu nội, cháu ngoại? 10% là không kiếm được nhiều tiền nha con. Chỉ có 1% nữa, sao không để ý sức khỏe? Mình tin nên mình để mất một cái dấu o thuộc về Trân. Xin chúc mừng tại vị trí của Miss T.